Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Gia Dụng. Mùa hè lại đang nắng nóng gay gắt đúng không ạ? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái clip làm về cái chế cái quạt hơi nước nhé. Thì đây mình có một cái quạt hơi nước này. Thì mà quan trọng là cái quạt này nó lại dùng nút bấm điện tử như thế này, chứ không phải là nút bấm cơ. Đấy, thì những cái nút bấm điện tử này của bất kỳ hãng quạt nào cũng vậy thôi, nó chỉ có cái thời gian sử dụng nhất định và sau đó thì nó sẽ bị hỏng cái mạch bên trong, đúng không? Và cái mạch này ấy, thì đôi khi sửa chữa là khá là khó. Đây mình có đây này, hai cái giống nhau này, mạch này xử lý không phải lúc nào cũng đơn giản ha. Đó, những cái lỗi đơn giản để xử lý được, còn một số cái lỗi mà nó phức tạp hoặc là nó chết những cái con như chết con vi xử lý này chẳng hạn thì chúng ta xử lý khá là khó khăn, đúng không? Kể cả là có tháo ra hàn được đi chăng nữa nhưng tìm con linh kiện mà nó chuẩn như thế này khá là khó, một số con còn không có nhãn mác này. Đó. Thì chúng ta khi đó chúng ta phải làm gì? Đó. Chẳng nhẽ lại bỏ phí cái quạt này, đúng không? Nó chỉ hỏng cái mạch thôi, chứ còn cái phần motor hay là motor bên trong hay là bơm nước các thứ cánh vẫy thì vẫn ok. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ clip chế cái quạt này sang cái quạt mà dùng cái phím bấm cơ nhé, đấy, hoặc là cái núm xoay này, hoặc là phím cơ ấy. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách làm cái đấy. Nếu chúng ta không có phím xoay như là những cái công tắc không cái quạt cơ bình thường thì chúng ta có thể dùng cái công tắc bật cũng được. Đấy. Thì hôm nay mình có cái quạt này nó bị hỏng này, thì đây, cái này thì mình chế nó sang. Các bạn nhìn em. Đấy, thì chúng ta sẽ chế như thế này. Cái này làm vội nên nó hơi xấu chút. Thì chúng ta sẽ chế nó sang công tắc bật như thế này nhé. Thì chúng ta vẫn có đầy đủ thôi, đúng không? Tắt mở này, làm mát này, đảo gió. Làm mát chính là công tắc để bật bơm. Đó. Đây là đảo gió. Và số 1 với số 3 thì mình sẽ nói tại sao lại là số 1, số 3 ha. Bởi vì ở đây chúng ta sẽ có cái công tắc hai cực. Đây mình có vẽ cái sơ đồ này cho các bạn xem qua nhé ha. Thì đa điện trên 220V này. Qua cái công tắc 1, công tắc này chính là công tắc tắt mở, đúng không? Ở cái này mình chưa ghi rõ. Cái này là công tắc bơm này. Đấy. Đợi mình chút nhé, lấy cái bút đây. Chúng ta sẽ có này. Đây là tắt mở. Đây là bơm đi. Bơm hay là mát này. Đó. Còn cái này là đảo gió. Đó, thì chúng ta sẽ có này. Công tắc này là công tắc bơm, đúng không? Đây là đảo gió này. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái công tắc thứ tư này, nó chính là công tắc hai cực, hay là như cái công tắc mà ở điện ở cái hành lang nhà mình ấy, ở cầu thang, xin lỗi, là cầu thang nhà mình, đúng không? Thì tại sao cái công tắc này là phải dùng cái đấy mà chúng ta không dùng công tắc 1, công tắc 2, công tắc 3, đúng không? Bởi vì là nếu dùng như thế, thứ nhất là nhìn nó xấu, nó có ba cái công tắc, nó nhiều nút này. Cái thứ hai là nếu mà chúng ta bật cả hai số thì có thể là không chạy được hoặc là bị cháy, đúng không? Đấy, ví dụ số 1 chúng ta đang bật công tắc, số 2 đang bật, số 3 đang bật thì là nó không chạy được hoặc là nó cháy cuộn dây. Cho nên là chúng ta sử dụng cái công tắc này thì trong một thời điểm nhất định chúng ta bật thì chỉ có thể chạy được số 1, chạy được một số thôi, một cực có điện thôi, đúng không? Chúng ta bật lên trên hoặc bật xuống dưới thì chỉ có số 1 hoặc là số 3 thôi. Hoặc chúng ta có thể chọn số 2, bởi vì trong cái quạt này nó sẽ có thêm một cuộn dây nữa. Đấy, nó sẽ có 3 cuộn dây, 3 tốc độ mà, chúng ta có thể chọn hai số. Còn nếu các bạn muốn chọn đầy đủ số 1, 2, 3 thì các bạn chọn cái núm xoay, đúng không? Quạt có núm xoay ấy, chúng ta có thể chế từ cái quạt cơ sang cái quạt điện cơ đấy. Đấy. Cái quạt cây bình thường ấy thì nó có số 1, 2, 3 thì cũng đơn giản thôi, đúng không? Thì cách đấu điện thì đơn giản, đúng không? Đây là một đường cực của nó vào đây này. Đấy, đường cực này nó sẽ chia ra ba cái này. Có nghĩa là khi chúng ta bật, bắt buộc chúng ta phải bật cái công tắc này lên. Đó. Để tránh cái tình trạng là nếu chúng ta không bật lên, đúng không, thì điện ở hai cái này thì ok, bật lên là được. Nhưng mà ở cái điện số 3 này lúc nào nó cũng sẽ tiếp xúc vào một trong hai cực, thì lúc nào khi chúng ta cắm điện là chạy luôn, đúng không? Thì chúng ta phải chế thêm công tắc bật tắt mở này. Đấy. Còn cái đường cực dưới này thì nó đi chạy thẳng rồi, đúng không? Chạy thẳng vào cái hộp này rồi. Ở đây chúng ta phải, đây có cái tải đây, đúng không? Đấy, tải này. Đấy, đây, tải này chính là bơm đây này. Đó. Tải này chính là đảo gió này, còn đây chính là cuộn dây của nó rồi, đúng không? Đó, tải của nó đây. Ok, hai tải. Và đây là cuộn dây số 1, là cuộn dây số 2, chính là số 1, số 3 của quạt. Thì như cái con quạt này mình chế là như vậy. Còn các bạn dùng núm xoay thì ok hơn, đúng không? Núm xoay thì chúng ta sẽ có số 1, số 2, số 3. Đấy, đảo bình thường đẹp hơn. Đấy, thì chúng ta chế như thế này, các bạn chỉ cần biết một chút về điện hoặc là các bạn nghiên cứu kỹ cái sơ đồ này thì các bạn có thể chế sang cái quạt như vậy nhé. Chỉ dùng công tắc bình thường thôi, chúng ta ra ngoài mua mấy cái hạt công tắc này chế là làm được rồi. Bởi vì đôi khi nếu mà là các bạn bỏ cái quạt đi hoặc là mua cái mạch ấy, chế cái mạch này các bạn hết thời gian bảo hành chẳng hạn, dùng 2-3 năm nó hỏng,
mà ra ngoài hiệu điện tử người ta không sửa được, người ta bảo là phải chế hoặc là người ta phải mua cái mạch này kia, tốn rất nhiều tiền, mấy trăm nghìn. Còn cái quạt này các bạn mua chắc mấy, nếu mà mấy cái hạt này chắc mua mấy chục nghìn thôi đúng không, hạt rẻ hơn thì còn rẻ hơn nữa, thì khoảng mấy chục nghìn đổ lại thì các bạn vẫn có cái quạt này dùng bình thường, vẫn đủ các chức năng ha. Đó, đây như thế là mình chế được đấy, coi như thế. Đây đây chính là cái đường, đây đây là đường cấp của nó nhé, cấp chính này, đây đây là đường cấp chính của nó này. À, xin lỗi các bạn nhé, mình đang nói về cái dây qua công tắc này đúng không? Đấy, dây qua công tắc này, xong bắt đầu nó chia ra ba đường cấp cho bơm, đảo gió và số 1, số 3. Đấy. Đấy, các bạn nhìn nhé. Đấy. Thì đây chính là dây đi qua công tắc này, công tắc tắt mở này, sau đó cấp cho bơm, đảo gió và số 1, số 3. Đấy. Đây là dây 1, dây điện nguồn đúng không? Còn cái dây điện nguồn tiếp theo của nó đây. Đấy. Đi đấu vào những cái đầu còn lại của đảo gió bơm số 1 và số 3 thì đây. Bạn nhìn này, đấy, cái dây trắng này đúng không? Đấy, chính là dây cấp nguồn. Đấy, dây trắng này. Dây to này. Dây này nhá. Đấy, dây cấp nguồn này. Nó sẽ cái dây đây có dây xanh, dây mát đây thì chúng ta không để ý. Chúng ta sẽ có hai đường dây nguồn chính đúng không? Thì một cái dây xanh này đấy, đi qua công tắc đúng không? Còn một dây là đi qua đây. Cấp trực tiếp cho bơm motor đảo gió số 1 và số 3. Đấy. Chúng ta có 4 dây đây, đúng không? Đó thì nó đơn giản như vậy thôi. Thì để chúng ta đỡ phải bỏ phí cái quạt này đúng không? Ví dụ chúng ta dùng một thời gian này mà nó bị hỏng hoặc là dùng hết bảo hành rồi mà nó bị hỏng chẳng hạn, thì chúng ta mang ra quán thì có thể người ta giấy lấy phí rất là cao, hoặc là người ta không có mạch này người ta không xử lý được, hoặc là người ta phải mua cái mạch khác chế vào, người ta báo giá rất là cao. Đấy. Còn nếu mà chúng ta mua những cái hạt công tắc này ở bên ngoài quán về rất là rẻ, có mấy chục nghìn thôi đúng không, thì chúng ta chế lại như này vẫn đầy đủ các chức năng, không vấn đề gì cả. Nếu mà các bạn dùng đúng xoay thì đủ cả số 1, số 2, số 3 luôn. Đấy, không mất cái gì cả. Còn nếu mà dùng cái hạt đơn giản như thế này thì chúng ta có số 1 và số 3 vẫn đảo gió làm mát bình thường, đỡ phí một cái quạt đúng không. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip nha. Có cái câu hỏi nào thì các bạn có thể comment phía bên dưới ở phần bình luận, thì hoặc là gọi theo cái số điện thoại, gọi hoặc là nhắn tin Zalo theo cái số điện thoại hiện lên màn hình. Rồi, cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công.